Sáng ngày 6 tháng 12 tại thủ đô Seoul, trong khu khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam và lãnh đạo Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã đồng ý nâng kim ngạch thương mại song phương lên 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020. Từ nay đến năm 2020, Hàn Quốc tập trung vào việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong các ngành linh kiện, phụ tùng, ô tô, dịch may và da dày, điện tử, tạo thuận lợi thương mại cho thương mại nông sản thông qua việc thành lập nhóm công tác bốn bên giữa Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Thương mại, Công nghiệp, Năng lượng Hàn Quốc và các bộ liên quan của hai bên. Riêng trong năm 2018, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc đã hỗ trợ thực hiện hơn 20 khóa đào tạo cho Việt Nam, trong các khóa đào tạo về chính sách thương mại, về phân phối bán lẻ, về kỹ năng quản lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, về chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ.